bà lấy dương mơ cứ dương bầm lành convert bầm lành bị cô bì và nên bầm lành bị cô đọc từ cô bì chứ dương mơ lấy ra phẩm vuôn mà phải pram sai một phần học sắp mà rồi đập bầy ta dương bầm lành thường mình cứ chạy bà không nít xong chạy bị crom lăng từ lửa bà dương mơ đập bầy dương nghi sửa giờ vô dương chạy lửa cho crom của bà này ta dương cho mình chạy từ mình chứ dương mơ mới thật ta dương chạy mình cứ lấy trái cái trái năng phi cái na dương bầm lấy bị cô đọc từ cô phi vô đấy bà lâu thôi ra dương miên bầm buồn bầm buồn bà dương trái năng phi ta dương ban mạn ban buồn thở án bầm buồn trái năng phi mình ban buồn chứ dương ban buồn sao sao nó mạn mùi bà chẳng nít cứ sầm nọ mùi bà dương xây lại nít cứ sầm nọ vía mùi miền này thà phẩm bốn chai nằng phí bàn bốn so sầm nọ mùi trở ghé và tỏ máu dương lên kết ở này hầy kết lườm đòn dương dọc bốn chai nằng phí tiền bốn chai nằng phí tiết mần bàn phí thở át nằng phí bí đón buồn đạch nhé đạch bà đạch so sầm nọ mán xôn là nế xôn tỏ máu dương bàn phí phí chai nằng phí bàn mán bán mùi sao sầm non mán sồn bà rồi đó mắt dương đang ban chấm nôn phẩm buồn nè chắc dương xe từ chưa cô pí bà cứ cho rồi bị lơ trong với mà cứ nói do có hôm hôm đấy chứ cứ muối sồn sồn mùi bà đối với phẩm buồn cứ dương ai cho xe mà đang muối sồn sồn mùi cô pí bà chắc muối sồn sồn mùi cô pí cứ mà đang phẩm phẩm buồn nè rồi chú bé chắc chưa cứ thử mưa mũi mùi dương phở vị trí chay và nó dương chay đằng pi là hô to tay vì off bà hãy nhận đại sầm non mùi mùi mèo rồi bà nói bà chắc ăn chưa mười chữ bạc lấy dương mưa mũi tiết cứ mà phay pram chứ mà phay pram mà dương chay đằng pi pi bạn đọc mà bạn đọc bạn đọc pi thử ấy bà dương chay đằng pi bạn đọc pi đập pí ban và phay búa này chắc viên là so sầm nó mùi và tao bắt đập pí chạy đằng pí lấy chân lên kịch vi ấy bây giờ đập pí chạy đằng pí ban mán ba ban trám trám mùi đạt dễ của mùi pí đó đập pí rồi đạt dễ đạt và đạt chắc đạt sầm nó mán sồn đi sầm nó sồn tao bắt của mùi chạy đằng pí đi và của mùi chạy đằng pí ban mán ban bầy bố trai trong phí đa chế đại bạn bầy sao sầm non mán xôn tôi bóc bầy bầy trai trong phí tiền bà bầy trai phí ban mán ban mùi sao sầm non mán mùi cho những bạn muối muối xôn xôn mùi một phải phạm chẳng cứ dừng mà nắng đi rộp cho bị lừa máu muối trong một phay pram mà dương kịch chỉ cột pi hình mùi mùi sồn sồn mùi cột pi à đấy à pi là dương chay háo dương đã sầm nò đi phong mà đắt sầm nò sồn đó và sân trên là sò muối sò sầm nò mùi mà và đó lấy châu một chiếc thứ sai phẩm pel à, cái na sai phẩm pel dương chay thôi mày sai phẩm pel chay nước pi ban man sai phẩm pel chay nước pi ban mà phay bảy mà phay bảy ban sai sao phẩm mùi vậy cho so sầm nón mùi thở ớt và phải bấy so sầm nón mùi cho sầm nón lên đạn sầm nón mùi máu à, mà phải bấy chai nắng pi để dừng lên kết đây về đây dừng xì xong rồi à, mà phải bấy chai nắng pi hình mạn mà bạn đọc 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 mùi so sầm nón mạn mùi rồi nhé chai đạn không đọc mùi chai nắng pi bạn mạn bạn pram pram bị đông đọc so mùi thở ấy cứ sao sầm non mùi tiền đó mà pram chai anh pi ban màn pram chai anh pi ban pi sao sầm non tiền đấy pi đóng buồn sao sầm non mùi pi chai anh pi pi đóng pi ban mùi thở ớt sao sầm non màn xôn chạy đạch và chẳng những tình bàn sai sập phẩm phở khơi màn này cứ muối sốn muối 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 buồn trên cứ muối sốn muối 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 buồn đỏ đây đã cố pì
មានតែ47ស្មើនឹង10 1110 បាទគូ2ត្រូវអត់បាទឥឡូវយើងបន្តមួយទៀតយើងបន្តមួយទៀតបាទគឺដល់60ទៅជាមួយ60តើយើងអាចបានប្រមាណទៅ60បាទចឹងចំពោះ60យើងចែក2មក60ចែកនឹង2បាទដាច់ហ៎បាន30ត្រូវហ៎បាទ30ដាច់ហ៎ដាច់ទាំងដាច់សល់សំណល់ប៉ុន្មាន0 30ចែកនឹង2បានប៉ុន្មានបាន10 15ត្រូវអត់ដាច់ហ៎ដាច់30ចែកនឹង2បាន15នេះចឹង15ដាច់ដាច់បានសល់សំណល់ប៉ុន្មាន0 15ចែកនឹង2បានប៉ុន្មានបាន7 7ពីដង14សល់សំណល់ប៉ុន្មាន1បាទអញ្ចឹង1 7ចែកនឹង2 7ចែក2បានប៉ុន្មានបាន3 3ពីដង6សល់សំណល់ប៉ុន្មាន1 3ចែកនឹង2បានប៉ុន្មានបាន1សល់សំណល់ប៉ុន្មាន1ចឹងយើងឃើញថា60បើយើងបំបែកជាគោល2បាន11100បាទគឺ1114ដងហើយ002ដងបាទ00គោល2នេះគឺស្មើនឹង60បាទអត់ចឹងយើងត្រូវឲ្យច្បាស់យើងត្រូវមើល11ហើយឲ្យច្បាស់កាលណាយើងអត់ច្បាស់ទេយើងនឹងចែកខុសបាទណាចឹងយើងត្រូវចែកវាឲ្យច្បាស់បាទឥឡូវ113ចែកនឹង2បានមែនយក113ចែក2មើលយើងចែកខាងក្រៅចាគូចែក2មកដាក់បាន5ដាក់ពីដង10សល់1លាក់3ដាក់បាន6គូពីដង12សល់1អញ្ចឹងបាន55 6សល់សំណល់មែន1 56ចែកនឹង2បាន28ដាច់ហ៎ដាច់សល់សំណល់0បើដាច់សល់សំណល់0យល់ទេឥឡូវ28ចែក2បានមែនបាន10 14ដាច់ហ៎ដាច់អញ្ចឹងដាច់សល់សំណល់មែន0កាលណាតើចែកដាច់សំណល់សល់0យល់ទេតើមក14ចែកនឹង2បានមែន0មើលបើគឺបាន7បើពីដល់10 14ដាច់ហ៎ដាច់ដាច់សល់សំណល់0កាលណាសល់សំណល់0មិនទេសល់សំណល់0មិន1ទេ0បាទ0តោះមកយើងមើលទៅទៀត7ចែកនឹង2បានប៉ុន្មានបាន3 3ពីរ6សល់សំណល់ប៉ុន្មាន1បាទហើយបាទសល់សំណល់1យើងយក3ចែកនឹង2ទៀតបាទបើចាញ់2បានប៉ុន្មានបាន1សល់សំណល់ប៉ុន្មាន1បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគោលរបស់យើងគឺ113គឺស្មើប៉ុន្មានគឺ1111អានេះ111001បាទហើយអត់គឺ1ទៅ3ដើមទេនេះគឺ003 103វាលេខ1303បាទគឺ111001បាទគឺ113ជួយបើលេខនឹងច្រើនជាងនឹងទៀតបាទច្រើនមិនក៏យើងចែកទៅអញ្ចឹងរហូតទៅយល់ហើយហើយយើងយកពីលើមកនេះវិញឬចែកចុះក្រោមក៏បានចែកចុះក្រោមយើងយកពីក្រោមឡើងទៅវិញបាទណាតែពីលើមកស្រួលហើយព្រោះវាសេមុខកុំឲ្យច្រឡំក៏បានអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទគឺត្រូវរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងការទស្សនាហើយ complete ជួយ like ជួយ subscribe ជួយ comment ជួយ share ផងហើយជាពិសេសគឺអនុវត្តធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនបាទសូមអរគុណហើយរង់ចាំមើលវីដេអូបន្តទៀត